tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc, không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 11, tức ngày mùng 3 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 29 tháng 11, tức ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Canh Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ tháng 11 âm lịch. Mậu dung thổ gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Tỵ thì trong tháng 11 âm lịch cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có,
khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Trong tháng này, các gia chủ Ất Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành, hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, sự nghiệp. Tử vi tháng 11 năm 2020 của tuổi Tỵ theo lịch âm cho thấy, tinh thần bản mệnh rất bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Ở độ tuổi này, người tuổi Ất Tỵ rất mong đợi gặp được nhiều may mắn để kiếm tiền, đặc biệt là ở thời kỳ dịch bệnh vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất cả. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn, rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động công chúc. Tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Ất Tỵ sẽ có quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ tình duyên. Bước sang tháng 11 âm lịch, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho mấy. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cần giao tiếp và lắng nghe nhiều hơn với người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi vã với nhau về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về một điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Suốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 11 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ, yên ổn các gia chủ tuổi Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Ất Tỵ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần. Sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài vận động, thể thao theo độ tuổi, nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái.
Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân, hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Hãy chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mình đang phải gánh chịu. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Ất Tỵ là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh rối hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!